Đấy, thì tiếp theo, bước tiếp theo đơn giản thôi. Bước tiếp theo thì mình sẽ làm nào, cho ví dụ bấm vào này thì cái nít này sẽ thay đổi thành cái thằng của mình chẳng hạn. Đấy, thành cái thằng ví dụ đơn giản thôi, lúc đầu là mình đang chọn đây là chọn nền này, tiếp theo nữa mình phải chuyển sang đây thì nó cái nít nó phải thay đổi thành cái nít chọn nhân vật, đúng không? Ở đâu ấy nhỉ, thành cái nít chọn nhân vật đấy, kiểu thế. Đó, ok, thì giờ đến bước tiếp theo nhé. Mình đã có cái ảnh nền rồi, mình có ảnh nền rồi thì các bạn vào trong After cho mình. Đầu tiên các bạn cần phải ghi đè cho mình hàm một hàm, nó chính là cái thằng get count. À, các bạn gọi chữ get count ra nhé, và lúc này mình sẽ return cái arr.size đó, chứ không phải return super nữa. Rồi sau đấy nhá, các bạn viết cho mình một cái hàm public này, void d này, có tên là update đi, update, và mình sẽ truyền vào cho nó một cái arrayNit kiểu là integer. À, mình đặt tên là A đi. Nghĩa là sao? Có nghĩa là mỗi lần mà mình bấm chọn này, mỗi lần mình bấm chọn ở bên này, mỗi lần mình bấm chọn thì mình sẽ truyền cho nó một cái list khác để nó hiển thị lên trên, bạn hiểu không? Đấy. Thì ở đây mình sẽ gọi zip.arr bằng new ArrayNit và truyền vào cho nó thằng A. Đấy. Và mình sẽ gọi thêm một hàm, đó là hàm notify notichadataset. Nhưng là cái hàm nào update thì mình không biết tên nó gọi là gì đó. Ok, rồi. Sau khi đấy xong rồi thì mình đã có một cái ảnh nền trên này nhá, mình sẽ copy paste. Mình sẽ có tiếp theo nữa là ảnh nhân vật, đúng không? Ảnh nhân vật. Rồi thì ảnh nhân vật sẽ làm gì? Thì thằng ảnh nhân vật đây đơn giản thôi, mình sẽ copy tiếp là ở dưới này, ảnh nhân vật này bằng new arrayNit, mà mình sẽ cho các bạn thêm một vài cái ảnh nhân vật nữa, x1, x2, x6 đi. Đấy. Mình sẽ paste vào trong file support nhé, để cho các bạn có thể làm này. Đấy, xóa thằng x12 đi. Ôi, không không không, thằng x12 vẫn dùng ấy. Thêm thằng x12 đi. Và đây đơn giản thôi, các bạn vào trong file support này, các bạn chọn, các bạn copy copy kích này, Ctrl C này. Các bạn vào copy sau đó các bạn paste vào trong thư mục drawable cho mình. Ok, có cái ảnh một mình đã copy, lỡ copy rồi. Và đây thằng arr ảnh nhân vật của mình sẽ bằng new ArrayNit, à nhầm 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 sorry, new rồi, bây là chấm add đấy, thì là r chấm drawable chấm tiếp ảnh nhân vật nào của mình là mình đặt là x đúng không, x1 đấy, Ctrl D D D D D D, x2, x3, x4, x5, x6 và nó có cả thằng x12 nữa. X12. Đấy, xong. Rồi, sau khi đấy xong rồi thì có phải là mỗi lần khi mình kích là mình sẽ vào trong thằng này không? Ví dụ mình kích vào đây này thì mình sẽ vào trong cái hàm onclick này. Và đây các bạn gọi ra cho mình nhá. Gọi cho mình cái thằng ảnh after chấm cái hàm update của mình vừa mình mới viết ấy. Đây chính hàm update này đấy, các bạn truyền cho mình thêm, truyền vào cho mình thêm cái arr ảnh này đấy, còn thằng ảnh nhân vật thì tương tự ảnh after chấm update chấm arr ảnh nhân vật đó. Rồi sau khi đấy xong mình sẽ được cái gì?
Rồi bây giờ ví dụ mình kích vào đây. Đó, kích vào đây, kích vào đây, kích vào đây. Đó, ổn chưa? Ổn chưa? Đấy, quá ổn còn gì nữa. Đấy. Nhá. Rồi, đến rồi sau đấy thì mình sẽ làm tương tự với những cái thằng mũ này. Đầu tiên mũ nhá, mình sẽ copy cho các bạn một vài kiểu mũ trước. Mũ trong này nhiều lắm, mũ trong này mình để hơi nhiều. Mũ là V, V1 đến V, mình sẽ copy cho các bạn đến V9 nhá. Đấy. File support này, paste. Rồi xong. Thì các bạn copy cho mình vào file số, các bạn copy cho mình cái V này, paste thẳng vào trong drawable. Enter. Rồi. Làm tương tự như thế. Copy. Rồi, ảnh nhân vật rồi đúng không? Đây là ảnh mũ. Ảnh mũ copy ảnh mũ bằng lưu Aronit chấm vẩy ảnh mũ chấm ADD r r chấm drawable ảnh mũ mình để trong này là V à. Ui, có thằng V121 à, có thằng V121 luôn. V chấm drawable chấm v1 đấy, căn chân d, căn chân d d d d d d d 2 3 4 5 6 7 8 căn chân d d 9 10 đấy, có 10 cái mũ. Và ảnh mũ thì nó sẽ được set ở thằng này, thì mình sẽ gọi ra cái thằng ảnh after chấm update là arr ảnh mũ đó. Tiếp đến tương tự như vậy, đến với ảnh mũ xong, ảnh mũ xong thì đến thằng quần đúng không? Quần quần mình sẽ copy, mình sẽ cho copy vào cho các bạn một vài cái ảnh quần. Đấy, N1 cho đến N5. À đây, cho đến N9 đi. Mình vẫn để trong file support nhé. Các bạn cứ vào file support, các bạn có cần lấy cho mình. Đấy. Sau đó các bạn copy và paste vào trong thư mục drawable. Đấy. Mũ là L. À đâu, quần là L. ARR quần. Đấy. Chắc chắn phải cho nó mặc quần rồi mà. Rồi, tiếp đến này. Quần này chấm Adobe bằng new Arenit Adobe ảnh quần chấm ADD R này chấm à drawable chấm N1 đấy DDDDDDDD 2 3 3 4 5 6 7 8. Ủa, thiếu mẹo cái quân rồi. 9. Thằng quân thì được gọi ở chỗ nào? Thì được gọi ở img ảnh quân ảnh adapter chấm update img arr ảnh quân. Và sau khi ảnh quần xong thì mình còn pet. Mình sẽ cho copy cho các bạn một vài con pet. Còn pet đâu rồi, pet đâu rồi. Ui nhiều quá, cái file nó nhiều quá, mình thì đi thi thoảng mình hơi bị loạn. À đây, pet đây. N1 cho đến N9 nhá. À, M, thằng này là M. Ctrl C. Rồi. Trong file hỗ trợ sẽ có luôn. Paste thẳng cho mình vào trong thằng này drawable. Trên này mình cũng làm tương tự như vậy. Đây là ảnh pet đúng không? Pet đúng không? Ảnh new Arenit ARR ảnh pet chấm add
Rồi, chấm này, drawable, chấm. M1. Đi 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 đi. 2 3 mẹ không, nó không có công cụ nào gõ kiểu tự auto tăng mẹ. Không biết có cái solution, có cái nó gọi là cái gì, solution chứ gõ tay mệt thế. Đấy, xong ảnh pet đúng không, này ảnh pet thì gọi đấy, ảnh after chấm update arr ảnh pet. Và cuối cùng nữa là thằng vote. Thằng vote thì đơn giản thôi, vote thì nó chỉ có cái mẫu, mấy cái mẫu lum la mình sưu tầm được thì có được ba cái mẫu bọ. Mình paste luôn trong này. Đó. Paste trong này nữa. Ok. Tiếp đến mình copy tiếp này, căn chân D. Arr. Ảnh vote, vote. Xuống dưới này bằng new, new lên arinit chấm phải đấy, ar vote chấm add r chấm drawable chấm vote mình để là gì nhỉ, vote mình để là l l1 dd, nó cũng có ba thằng 2 và 3 đó. Ảnh vô thì để đâu, ảnh vô thì để đấy. Mình sẽ copy tiếp nhé, copy thằng này nhá. Ấy mình chỉ sửa thành ARR. Ảnh vô. Đó. Rồi xong, chạy lên xem nó được cái gì. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Wow. Wow. Đó, ok.